từ bỏ đi ân oán của thanh minh ma giáo và ngọc thanh tông kết thúc ở đây tiếng thét ầm ầm của tên giáo chủ ma đạo đoạn thông thiên kết hợp với khí tức ngút trời cảnh giới hóa thần của hắn khiến cả 18 phong ngọc thanh tông chìm trong náo động chưa từng có hắn vận ra nguyên thần là một đầu lâu đỏ khổng lồ xung quanh nồng nặc sát khí giờ đã tấn công tới tận ngọc u phong đừng tiếp tục phản kháng một cách vô nghĩa nữa quy xuống cầu xin đi có lẽ bản tọa còn có thể đại phát tử bi cho các người chết một cách dứt khoát Pháo đài trấn thủ cuối cùng là Hy Tuyền Tiên từ lúc này đã thất bại hoàn toàn trước sức mạnh áp đảo của Ma giáo, bản tọa đã hóa thần, khí vận hùng hậu, thiên đạo trở che, là kẻ đứng đầu giới tu chân của Đại Yên, kẻ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Hy Tuyền đã cố hết sức chống trả và đang bị thương nghiêm trọng. Lý Khanh Tử, Thái thượng trưởng lão đã gục hoàn toàn, cơ nghiệp mấy ngàn năm của Ngọc Thanh Tông chẳng lẽ lại kết thúc vào hôm nay sao? Đoạn Thông Thiên chưa tấn công vội, hắn cho nàng một con đường sống nên cố thuyết phục, Hy Toàn Tiên tử ngươi hãy chịu về với ta, Người đoán xem, Ngọc Thanh Tông còn có bao nhiêu người sống? Không, chỉ cần các đồ đệ còn sống thì Ngọc Thanh Tông sẽ không diệt vong, thế hệ sau sẽ tìm người báo thủ. bất luận phải trả cái giá như nào cũng phải kéo dài thời gian cho các đệ tử, nàng đứng lên lấy hết sức bình sinh hét lớn, ta sẽ cùng sống chết với Ngọc Thanh Tông, vận toàn bộ chân khí nguyên anh cảnh nàng nhắm thẳng vào hắn lao tới, đến lúc này không thể thuyết phục ả cứng đầu hắn bèn vận ra vô số đầu lâu phản lại, số phận hy tuyền tiên tử đã kết thúc rồi sao? Chợt một cột linh lực vàng được bắn tới trận đứng đòn của hắn nhận ra đây là kiếm khống chế bằng huyền khí hẳn là một cao thủ nhưng đứng trước mặt hắn chỉ là chàng trai trẻ tuổi nhanh như chớp đã kịp thời cứu được tiên tử ta là một khổ tu sĩ nhỏ bé dưới trướng hy toàn tiên tử thuộc ngọc u phong của ngọc thanh tông I am the man À lộn ta là hàn tuyệt hắn liên tiếp nhận thấy tên nhãi danh tu vi chỉ nguyên anh nhỏ con mà dám trêu ngươi hắn vận toàn lực tính ra tay tất sát đánh giá thấp đồ đệ khi tuyển đứng ra trước che chắn vội bảo hàn tuyệt chạy trước làm thanh niên đứng nghệt mặt ra tiên tử để con lo vụ này một tên hóa thần còn con không thể hại ta được nhìn vẻ tự tin của đồ đệ đã bế quan chục năm giờ mới gặp lại nàng cũng dần tin tưởng giao phó vận hỏa khí nhảy lên đối đầu với tên ma giáo anh vận cửu long trừ ma ấn lập tức khí hồn hiện ra vô số kim long nhắm thẳng hắn phóng đến hai bên bắt đầu cuộc chiến long trời lửa đất trở lại khoảng thời gian trước ở thời hiện đại hàn tuyệt là một thanh niên bị ung thư nặng không thể chữa hắn quyết làm điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời là tải game về chơi full time tới khi hẹo lúc nào cũng không biết Game hắn chơi thuộc loại tu tiên cổ bí ẩn đưa Hàn Tuyệt chuyển sinh vào một tên hầu của Thiết lão độc ác là một luyện đan sư của Ngọc Thanh Tông. Tuy lão Thiết rất nghiêm khắc với kẻ hầu nhưng anh trọng sinh sang đây có mang theo hệ thống nên âm thầm tu luyện. Đen cái là sau bao lần tích cực quay xúc sắc chọn tư chất linh căn và thiên tiên vận khí thì toàn ra thuộc tính phế vật. Có hôm lắc ra được loại tuổi thọ trăm năm nhưng phải FA cả đời, hôm thì đổ ra được loại phế vật nghìn năm, kiếm ai tay son tí chứ tình hình thế này bên nhà mình bao giờ mới có người yêu. Đấy, vừa nói xong hắn đã lắc ra được bốn tiên thiên vận khí siêu phẩm làm hắn mừng rơn giờ chỉ việc tập trung đổ ra tư chất linh căn ngon ngon một tí rồi bắt đầu tu tiên là vừa đẹp hôm nay lão thiết trở về dược viên sau hai năm bế quan tu luyện bọn người hầu vì thế xoắn suýt nịnh bợ lão còn mên thì mặc kệ có nịnh nữa thì lão đầu xấu tính này cũng trả cho chút lợi gì đâu chợt hàn tuyệt bị lão thiết gọi vào cùng với ba tên trẻ tuổi nữa để kiểm tra linh căn bỏ mỡ khéo ông ta muốn tìm người nấu thành đan dược để trị thương và tăng tu vi rồi Lão kiểm tra Hàn Tuyệt nhưng do phế quá không cảm thấy có linh căn từ anh nên bị loại. Thay vào đó lão chọn một anh béo linh căn tốt lên núi cùng, bọn người ở dưới không biết gì vẫn mừng cho kẻ xấu số. Tích cực quay tay vận may sẽ tới, nhìn cô cậu sung sướng thế này là biết đã chọn được linh căn đỉnh của chót rồi, đó là linh căn ẩn chứa đủ 6 cấp là phong lôi mộc thủy hỏa thổ, cùng hai thuộc tính bá đạo, hệ thống còn có chế độ ẩn giấu tu vi, ngon, thế này khỏi sợ lão thích phát hiện giờ thì bắt đầu con đường tu tiên thôi khởi động hệ thống trượt xung quanh thay đổi như bước vào thế giới khác tiếng thông báo phát ra đưa 6 loại con đường tu luyện cho anh chọn vì đã có tinh căn ẩn chứa 6 cấp nên không nghĩ nhiều anh chọn luyện kiếm trong chớp mắt một luồng năng lượng ảo ảo nhập vào người hàn tuyệt làm hắn cảm thấy khỏe như bú đổ xem bảng hệ thống thấy sở hữu thuộc tính mới khiến thanh niên mừng rơn nhưng ai thay cho hắn cái avatar đần kia đi cái trong bảng thuộc tính hệ thống xịn sò còn có mục quan hệ giữa anh và mọi người vừa bấm thử vào mục lão thiết hiện ra thông tin quan hệ thù hận rất căm ghét hàn tuyệt lão đầu khốn kiếp vẫn đáng ghét như vậy, bao năm vất vả hầu hạ mà lão vẫn không coi mình ra gì. Thôi cũng may mấy năm nay ổng lại bế quan tu luyện tiện cho ta quá, đợi luyện khí đến cửu tầng sẽ ra khỏi nơi này. Ngày ngày anh bắt đầu chui vào bếp lén tu luyện đồng thời xuất hiện nhiều điểm sáng xung quanh là các linh khí. Sau hai năm chăm chỉ anh đã thuần thục kết hợp các linh khí áp dụng vào sự sinh trưởng các cây linh thảo, dùng thổ dưỡng mộc, dùng thủy dưỡng phong, lập tức cây lớn nhanh như thổi. Hiện nay bốn loại linh khí anh đã luyện tới cảnh thất tầng, cũng hơi chậm vì vừa làm vừa luyện lén lút như mấy anh ex bắt trộm chó, có người phát hiện ra lại vỡ alo. Từ khi bắt đầu luyện khí thì mấy em gái cứ gặp anh là xoắn suýt lấy chắc hẳn do thuộc tính mị lực bị toát. Tuy cũng sướng nhưng cứ thế này thì phô trương quá dễ bị phát hiện, đang lo lắng chợt một mỹ nhân hay đi cùng lão thiết là hình hồng tuyền đến trước mặt rủ anh vào rừng. Đi theo cô ta anh nghi ngờ có ý đồ xấu liền mở hệ thống xem quan hệ thì phát hiện nữ nhân này lại quát mình. Bỏ mợ thế này có lẽ cô nàng đã theo dõi mình từ lâu nhất định do nghiệp duyên mị lực tiên tư gây ra rồi. Vừa vào giữa rừng, cô ta quay lại nói rõ ý đồ muốn anh giúp cô lấy đan phổ của lão thiết đổi lại sẽ dẫn anh đi tu tiên thoát kiếp nô dịch, thậm chí còn muốn theo anh suốt đời. Đù, không ngờ cô ả à này là ma tu lại giấu thân phận ở đây lâu tới vậy. Nhưng trông cũng ngon, nếu là gấu là ok luôn đấy nhưng mên lại tính toán nếu rời khỏi Ngọc Thanh Tông Môn lúc này sẽ bị truy cùng diệt tận không có sức chống trả. Mà từ chối chắc cũng bị cô ả à bịt đầu mối ngay, đang phân vân chợt cô ả à đè hàn tuyệt xuống đất rồi nằm lên người âu yếm thuyết phục anh cứ yên tâm vào phòng tìm đan phổ còn à sẽ ở ngoài canh cửa tặng trước cho anh một viên đan dược có thể mở linh căn làm việc sẽ tiện hơn nói rồi à nhét viên thuốc thẳng vào mùng khiến Hàn Tuyệt sợ hãi chỉ biết nằm đó hưởng rồi thốt lên mấy câu đa tạ tiên tử về tới nhà anh vội vào nhờ hệ thống đào thải ngay viên thuốc à cho uống bọn ma tộc làm việc không từ thủ đoạn nên chắc chắn đó là độc xuyên ruột chứ đan dược cái quái gì đang phân vân chật hệ thống hiện ra thông báo nhiệm vụ một là nghe theo hình hồng tuyên và có năm sao thù hận của Ngọc Thanh Tông hai là từ chối và được thưởng võ kỹ tuyệt chỉ thần kiếm anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng anh đây làm được liền chọn cái thứ hai, lại còn muốn trừng trị ả can tội hạ độc mình. Đêm đó đang ngồi tu luyện chợt Hàn Tuyệt nghe thấy tiếng bước chân, đúng như lời hẹn hình Hồng Tuyên đã tới nhắc đây là thời điểm thích hợp để hành động. Nhớ kỹ trong các lâu có trận pháp nếu dính phải lão thiết sẽ phát hiện và quay về ngay nên phải cẩn thận. Tại thư phòng buổi đêm không gian tĩnh mịch, thấy một tên thủ vệ đã bị hạ sát tàn độc ngay khi vừa bước vào. Hàn Tuyệt đã rén ngang biết tương lai đen tối khi chung đường với ả bên ngoài bọn thủ vệ đang giáo giết truy đuổi thủ phạm để thư phòng không một bóng người lập tức thanh niên bật chế độ cầu diễn kiểu 007 luồn lách các kiểu con đà điểu nhưng sao lại có tiết mục ngủ thế kia được một hồi thanh niên chán nản mãi không thấy tung tích đan phổ đâu nên ngồi nghỉ tí đang than thở chợt giật nảy mình khi ma nữ xuất hiện đằng sau làm ba hồn bảy vía như bay ra ngoài hết à tức giận vì mãi chưa tìm thấy đan phổ bèn dọa sẽ cho lên bàn thờ ăn chuối xanh làm hàn thiết sợ hãi lùi lại cố gắng giải thích câu thêm thời gian nhưng lại vụng về làm cái bình rơi vỡ tan Hai kẻ trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn cái bình vỡ, bên trong chính là đan phổ cần tìm. Bỗng ả ta tiến tới chỗ anh, thôi bỏ mợ ả định bịt đầu mối rồi một mình cướp đan phổ sao, đang an phận kiếp này coi như nháp thì ma nữ lại ôm trầm lấy hớn hở, không hổ ngươi là vật may mắn lại còn biết tạo lãng mạn nữa cơ à, vừa thoát được một kiếp hàn thiết lại đau đầu giờ không biết đối phó tiếp như thế nào. Chợt cảm thấy khí tức cô ta bất ổn chắc do nãy dùng nhiều sức lực, không nghĩ nhiều anh cầm nghiêng mực sông tới đánh lén nhân lúc ả ta đang loay hoay mở đan phổ chưa kịp hành động thì chợt một tia linh lực đánh bật anh ra xa lão thiết đã về kịp thời và lấy lại được đan phổ thì ra lão đã phát hiện ra thân phận của ma nữ từ lâu đợi ả lộ nguyên hình lão liên tục tấn công đánh không trượt phát nào biết mình giờ không phải đối thủ của lão nên ả ma nữ nhanh chóng vọt lẹ nhờ vào công pháp ma tu lợi hại thiết lão nhìn theo căm tức để đối thủ chạy thoát trước mặt nhưng vẫn còn hàn thiết đang bị thương nằm đó cũng may nãy lão đã thấy hàn thiết tấn công ả và nhờ miệng lưỡi nhanh nhạy của anh nói đang cầm chân ma nữ nên lão đầu tin anh không phản bội nhờ đó anh thoát chết lần hai vừa nhanh chóng chạy về phòng sau vụ ẩu đả chật hệ thống vang lên báo nhiệm vụ hoàn thành được thưởng kiếm pháp tuyệt chỉ thần kiếm hai năm tiếp theo anh lén luyện võ kỹ bằng cách chặt cây và chảy củi tu luyện bốn linh căn lên cảnh cửu tầng có thể đột phá trúc cơ cảnh nên giờ là lúc trốn khỏi đây để ra ngoài biển lớn nhờ có danh là người của lão thiết nên anh quyết xin vào ngọc thanh tông cắm chốt tu luyện vừa nghe tới có kẻ đạt trình độ luyện khí cảnh tần bọn thủ vệ đã hốt hoảng xin đợi để vào báo thì một ông chú đeo kính vừa bước ra giới thiệu mình là dương la đang định ra ngoài thì gặp anh nên tiện muốn kiểm tra chút. Ok luôn, anh vận tuyệt chỉ thần kiếm một luồng khí tức màu vàng tụ lại ở đầu ngón tay rồi anh nhẹ nhàng phóng tới đánh vỡ một phần tảng đá khiến ai nấy đều bất ngờ trước tài năng trẻ tuổi. Thấy linh khí khá thuần khiết không giống của ma tu nên ông ta cho anh vào nhập môn. Dương La giới thiệu. Ngoại môn có hơn 2.000 đệ tử, 3 năm một lần tông môn đều sẽ tổ chức cuộc thi đấu chọn 3 người được vào nội môn và có được trúc cơ đan đột phá luyện khí cửu tầng. Trừ những kẻ có linh căn hiếm sẽ được đặc cách vào mà không cần thi thố gì, nghe tới đây anh liền khoe mình có lôi linh căn làm ổng bất ngờ lần hai nhóc này khá đấy liền đi báo với trưởng lão đường xin phá lệ cho hàn tuyệt vào thẳng nội môn trưởng lão đường là một ông lão già sọng nhưng tuyệt nhiên hàn tuyệt không nhìn thấu cảnh giới của ông sau bảy bảy bốn chín tư thế vận linh khí anh khoe ra trước ba linh căn là lôi hỏa và phong linh căn còn lại giấu đi đề phòng bất chắc liền được cấp cho vô số đồ dùng nhập nội viện gồm đại bảo hai bộ túi chữ vật phẩm lệnh bài tông môn lọ tụ khí đan và một trăm viên linh thạch hạ phẩm quá trời quả luôn còn việc nhập nội môn sẽ phải đợi đại trưởng lão về quyết định. Nơi đây đúng là thiên đường tu luyện, xung quanh ngập tràn toàn là hỏa linh khí. Đến một ngày, chợt Dương La gõ cửa báo đại trưởng lão đã về, xin lỗi đã để ngươi đợi nửa năm. Vậy là đã nửa năm trôi qua anh chưa ra khỏi phòng mà chỉ ngồi trong phòng tu luyện hỏa linh căn lên được tới thể tứ tầng. Tới gặp đại trưởng lão to béo chọc lốc như ông thọ, yêu cầu nếu muốn được nhập nội viện phải bái một trong 18 vị trưởng lão làm sư phụ. Bay cùng đại trưởng lão trên quả hồ lô ông giới thiệu mỗi vị trưởng lão đều có tính tình khác nhau vị thì tìm kẻ mạnh có vị lại muốn nhận kẻ khiêm tốn chăm chỉ, không biết ngươi muốn chọn vị trưởng lão như nào. Do anh là người thích sự riêng tư nên không ngần ngại chọn nơi yên tĩnh để khổ tu, ông liền quay lại nhìn Hàn Tuyệt một lượt rồi cười kiểu a thằng này khá, vậy ta sẽ đưa ngươi tới dạp chiếu phim. À nhầm, tới Ngọc U Phong, nói rồi phóng vụt đến dạng núi cao vút phía trước. Hai người hạ cánh xuống chân núi đây chính là khu vực của Ngọc U Phong, nơi đây trong địa hình khá thấp lại heo hút không bóng người cũng chỉ vì trưởng lão Hy Tuyền Tiên Tử là người hay bế quan tu luyện không cho nảy sinh quan hệ nam nữ nên rất ít khi thu nạp đệ tử nên ngươi muốn thay đổi thì vẫn kịp quay sang hàn tuyệt thấy anh đang đắc chí cười lại hợp lý quá đây đúng là thiên đường tu luyện rồi vào tới đại điện đại trưởng lão béo giới thiệu hàn tuyệt với trưởng lão quản lý ngọc u phong đó là hy tuyền tiên tử một mỹ nữ tuyệt sắc xung quanh tỏa linh lực đáng sợ trong thế này thôi nhưng đã là u 50-60 gì đấy rồi một mỹ nhân khác là thường nguyệt nhi trúc cơ cảnh nhị tầng tới chào vừa gặp hàn tuyệt đã thấy độ thiện cảm đạt hai sao rồi nhưng khi biết mục đích anh tới đây chỉ muốn bế quan khổ dâm a à, nhầm nhâm khổ tu thì tụt xuống còn một sao sám mặt nhìn thẳng sư đệ chị đây muốn thoát ý cơ còn hy tuyền tiên tử thấy thằng này có chi khí tốt có vẻ ở đây rất hợp liền thử xem năng lực đã đạt tới đâu lập tức hàn tuyệt vận khí linh hỏa tụ lại ở đầu ngón tay rồi phóng thẳng tới trưởng lão gần chạm tới nơi thì anh nhanh như chớp thu hồi lại chân khí kiểm tra trên hệ thống thấy hy tuyền tiên tử nguyên anh cảnh tam tầng đã có thiện cảm với anh tuy một sao nhưng cũng có thể coi như chấp nhận cho nhập môn thanh niên cơ hội liền quỳ thụp xuống đồ nhi hàn tuyệt bái kiến sư phụ sư phụ vạn tuế vạn vạn tuế tuy có hơi quá nhưng ta thích bèn sai nguyệt nhi đưa hắn về sắp xếp động phủ đồ đạc ngự trên kiếm bay cùng với gái mà thanh niên sợ tái mặt vì anh chưa đứng trên vênh trên cao như này bao giờ còn thường nguyệt nhi lại thấy tên này rất thú vị nguyện bảo vệ cả đời đã 5 năm trôi qua chưa có thằng con trai nào được nhận ở đây huống hồ đây lại là trai đẹp tính nết khá cuông ngầu nơi ở của hàn tuyệt là một sơn động sâu trong núi bên cạnh là động phủ của sư tỷ nguyệt nhi nên về phần yên tĩnh hay không thì phụ thuộc vào cô sư tỷ này Ổn định xong anh mới thấy thoải mái hơn chút bởi áp lực quá lớn từ trưởng lão đã luyện tới nguyên anh cảnh, phải nói đó là cấp bậc gần như cao nhất của tu sĩ. Đầu tiên là cấp luyện khí có thể thu nạp linh khí tu dưỡng tố chất cơ thể, tiếp theo là trúc cơ mà sư tỷ đã đạt tới, có thể chuyển hóa linh khí thành linh lực, sau đó là kim đan có thể phát linh lực hình thành nguyên đan cố định, cuối cùng là nguyên anh câu thông thiên địa, sức mạnh vô thượng. Theo truyền thuyết còn một thể cảnh cao hơn nữa được lão tổ Khai Sơn của Ngọc Thanh Tông sở hữu, tuy nhiên thông tin không có nhiều chợt hệ thống lại có thông báo đưa ra hai con đường dẫn dắt ngọc u phong trở nên lớn mạnh nhất nhưng phải đắc tội với hy tuyền tiên tử sẽ được nhận thanh pháp khí tuyệt phẩm hai là khiêm tốn tu luyện theo sát tiên tử và nhận được phần thưởng bí tích pháp tướng nhìn mục đầu tiên hàn tuyệt với vẻ mặt thống khổ khó hiểu vì trưởng lão nhà mình gần như là tu sĩ mạnh nhất thì dại gì động vào chắc chắn là chọn con đường thứ hai rồi sau ba năm bế quan tu luyện hàn tuyệt ra ngoài bắt đầu học ngự kiếm phi hành chỉ mất vài tiếng đã bay phăng phăng vì sẵn thiên phú kiếm đạo đỉnh cao nên chỉ nhìn thoáng qua là biết bên dưới sư phụ đã đợi sẵn, ba năm trôi qua mà nhan sắc của cô vẫn không trôi tí nào. Vừa gặp Hàn Tuyệt báo cáo thời gian qua đã tu luyện phong hỏa linh căn tới khí cảnh cửu tầng, mong muốn được luyện thêm lôi linh khí. Tiên tử biết Hàn Tuyệt muốn đột phá ba linh khí lên cảnh trúc cơ nhưng điều này rất khó, bởi tu liền ba loại linh khí khiến thiên kiếp sẽ càng lớn, chỉ riêng thời gian tiêu tốn trong lúc tu hành cũng đã là một tổn thất. Sư phụ nói có lý nhưng cô không hề biết Hàn Tuyệt dấu một thủ đoạn tu luyện rất hiệu quả, thậm chí anh còn muốn luyện cả 6 linh khí liền cố gắng xin sư phụ chấp nhận thỉnh cầu của mình. Thấy được bản lĩnh và ý chí của đồ đệ nên cô đồng ý, khuyên tới Lôi Tinh chỉ luyện tập qua trận pháp truyền thống ở nội môn. Lôi Tinh chỉ là một nơi rộng lớn với các đảo đá lơ lửng, vị trí trung tâm là một khối lôi lực khổng lồ được coi là linh hồn ở nơi đây. Thật không hổ danh là Lôi Linh trì, xung quanh nồng đậm lôi linh khí cảm giác tu luyện nơi đây có thể một tấc lên cửu tầng chợt một tiếng ồn lớn ghé sát tai anh phát ra cảnh báo anh chỉ có thể tu luyện bên hồ nếu không sẽ bị xét đánh đáng đời thật đáng sợ đó chính là một con thụ yêu tới gần lúc nào mình chẳng biết trông đẹp trai thế thôi nhưng thực ra nó là bảo vật thúc đẩy tu luyện ở gần nó có thể tăng đáng kể hiệu quả tăng tu vi nơi đây mới đúng là thiên đường tu tiên sung sướng anh hò hét in ỏi quyết một năm ở đây sẽ nâng lôi hệ của mình lên mắc cấp mà không để ý có kẻ cũng đang ngồi tu luyện gần đó anh ta thầm nghĩ tên này to mồm ăn nói xà lơ không ai tu một năm ở đây mà lên nổi cửu tầng nhưng đúng một năm sau lại thấy hối hận e ngại nhìn hàn tuyệt lúc này xung quanh phát ra lôi hệ dồi dào chứng tỏ đã luyện tới cảnh cửu tầng cuối cùng sáu hệ khí đã đủ điều kiện đột phá trúc cơ đột nhiên bên trên xuất hiện một vòng xoáy lớn tựa long xà vần vũ đánh ra vô số tia xét thần thụ phát hiện đó là dấu hiệu độ kiếp trải qua được giai đoạn này sẽ chính thức được đột phá lên trúc cơ nhưng chọn nơi đây để độ kiếp thì quá nguy hiểm vì nó kết hợp với lôi khí gia tăng uy lực lên gấp đôi vừa nói xong chật một cột lôi điện đánh thẳng xuống hàn tuyệt ngay lập tức anh vận hỏa hệ bảo hộ bản thân rồi hấp thụ liền cột lôi kiếp này chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng đột phá trúc cơ. Đây chính là thủ đoạn để đột phá liền 6 hệ khí. Sau 3 ngày hấp thụ và chuyển hóa anh đã hoàn toàn trúc cơ thành công. Sau hơn 2 năm tu luyện trong lôi tinh trì anh phải trả phí 100 linh thạch thượng phẩm để ra ngoài. Lập tức mở bảng thuộc tính của bản thân thì cái avatar thộn vẫn không đổi nhưng tuổi thọ đã nâng lên gần 200 tương đương với thể cảnh đạt tới trúc cơ tam tầng, đồng thời hệ thống cũng đưa nhiệm vụ mới một là xưng bá ở ngọc thanh tông sẽ có được cửu u lôi pháp và sự thù hận của tiên tử hai là bế quan tu luyện lên thể kim đan được thưởng thanh pháp kiếm tuyệt phẩm lại là vẻ mặt thống khổ nhìn cái nhiệm vụ một cứ gạ solo với sư phụ là sao ta không do dự anh chọn luôn cái thứ hai đang đi về thì anh tu sĩ kia gọi lại xin làm quen xưng tên là mạc phục cửu ở thiên lôi phong khi biết hàn tuyệt là người của ngọc u phong liền gạ anh về bái sư phụ lôi tu và nhập môn phái của mình mới xứng đáng với tài năng này nhưng hàn tuyệt liền từ chối một ngày làm thầy cả đời làm cha Sao có thể tùy ý thay đổi môn đình, nói rồi đang định đi thì anh liếc nhìn bảng thông số chợt nó hiện lên một loạt thông tin khiến anh sững sốt. Lúc này tại ngoại môn Ma giáo, Hình Hồng Tuyền trước đã chạy thoát khỏi móng vuốt của lão Thiết Giờ đang bị coi là phản đồ và bị truy lùng khắp nơi. Trong suốt thời gian qua cô nàng luôn tư tưởng Hàn Tuyệt, cứ ngỡ hôm định mệnh đó anh đã đỡ cho ả một đòn nên quyết bỏ tối theo sáng sát cánh cùng Grad. Hàn Tuyệt lúc này thấy một loạt thông báo về sự kiện nhân vật hiện lên về Hình Hồng Tuyền, mối quan hệ giờ đã là bạn tốt đang chịu sự truy sát của ma giáo và độ thiện cảm lên mắc 4 sao. Bỏ mợ rồi thì ra ả vẫn còn sống mà kỳ quái hơn là mấy năm không gặp tự dưng lại đi crash mình. Thôi cũng yên tâm kẻ đáng sợ đó không có ý đồ xấu, tự an ủi không gặp ả là được nên anh liền sốc lại tinh thần về tập trung tu luyện tiếp. Chợt một tiếng chuông dài vang lên từ đại điện, sư tỷ hớn hở chạy sang rủ anh cùng nhau đi tới chỗ sư phụ. Được cái vẫn đẹp gái nhưng can tội thấy trai là cười tít mắt liền bị vấp ngã sấp mặt vào bụi cỏ đã nhiều năm không gặp mà nhìn lên thấy hàn tuyệt đã vượt mình một cấp chật cô rén ngang thế này thì lời hứa bảo vệ sư đệ còn ý nghĩa gì nữa cùng lúc hệ thống báo độ thiện cảm giảm còn 1.5, con gái ở đây thật khó hiểu đã nhiều năm tiếng chuông không được cất lên và hàn tuyệt cũng chưa từng được nghe bao giờ đó là cách sư phụ cần tập họp tất cả các đệ tử ở ngọc u phong tới đại điện có vẻ đã có chuyện hệ trọng xảy ra trong đại điện tất cả môn đồ ngọc u phong đã tề tựu đông đủ mọi người đều bàn tán về âm mưu của bọn thanh minh ma giáo nhắm tới ngọc thanh tông chúng ta bỗng mọi người đều dừng lại bất ngờ khi thấy hàn tuyệt bước vào khí tức của anh khiến mọi người trầm trồ không biết trai đẹp này đến ngọc u phong từ lúc nào mà chưa từng gặp mặt chợt có một vị huynh đài tiến đến giới thiệu tại hạ là liễu tam tân ở đây quản mọi sự khi sư phụ đi tịnh tu nếu cần gì giúp cứ việc nói tiên tử bên trên ổn định trật tự và thông báo dạo gần đây bọn ma giáo ngày càng lộng hành nên trưởng giáo quyết định phản kích lời vừa dứt hàn tuyệt bỗng bất ngờ về sắc mặt đầy hứng thú các môn đồ xung quanh có lẽ họ đợi ngày này lâu lắm rồi tiên tử nói tiếp lần này 18 trưởng lão sẽ chọn ra một đồ đệ kiệt xuất đi lịch luyện tạo thành một đội tấn công ma giáo. Là một quản lý cấp cao được sư phụ tin tưởng trong nhiều năm, Liễu Tam Tân tự tin không ai khác có thể gánh vác được ngoài mình. Người được chọn là Hàn Tuyệt, vào phong mấy năm ngươi đã luyện tới trúc cơ tam tầng xứng đáng thiên tài. Lời vừa dứt cả đại điện ngỡ ngàng náo động, kẻ mới vào lại vượt mặt hết tất cả các tiền bối có được ân sủng của sư phụ. Lập tức Hàn Tuyệt đứng lên dứt khoát từ chối nói chỉ muốn ở nhà tịnh tâm ở đây tu luyện, nhưng trong lòng có chút nghi ngại tốt nhất không nên khoa trương quá. Sư phụ cười rồi đồng ý ngay, rồi cho Liễu Tam Tân thế chỗ đó làm anh ta mừng như được mùa. Ra đến bên ngoài Liễu Tam Tân rất vui mừng cảm ơn sư đệ đã nhường cơ hội cho mình, độ thiện cảm đã tăng một sao. Thấy người đẹp Nguyệt Nhi chạy tới thân thiết với Hàn Tuyệt như thế anh ta liền ra vẻ nguy hiểm chúc anh cố gắng, ra rẻ cái quái gì chứ, ta với ả này đâu có ý gì. Sư phụ bên ngoài vẫn đang quan sát Hàn Tuyệt, đúng như anh nghi ngại, qua sự vụ vừa rồi cô không nghi anh là nội gián ma tộc nữa nhưng một tán tu lại có thiên tư thượng đẳng nên phải theo dõi thêm mười năm trôi qua ngày nào hàn tuyệt cũng đến lôi linh trì tu luyện thụ yêu kêu ca sao đã lâu như thế mà vẫn dậm chân ở trúc cơ tam tầng nhưng cái chúng đang nhìn thấy chỉ là lôi linh căn anh đã mất gần 400 linh thạch thượng phẩm để tu các loại linh căn còn lại trước và đạt tới cảnh ngũ tầng rồi tên mặc cừu lại tới tu luyện cùng nhưng hôm nay lại dắt theo thêm một mỹ nhân cô là muội muội của hắn tên mặc trúc trông trẻ trung xinh đẹp nhưng còn khá ít tuổi vừa gặp anh mặc trúc đã mỉa mai mới chỉ đang ở cảnh tam tầng nghe đại ca kể thì dữ lắm mà 10 năm qua vẫn không chút tiến bộ đang bon mùng chợt cô bị khóa mỏ ngay lập tức khi thấy anh bắt đầu tu lôi hệ vô số linh khí cuộn trào đổ dồn về phía hàn tuyệt bị hấp thụ tất cả ngay cả cảnh cửu tầng của mạc cửu cũng không đạt được tốc độ hút linh khí như hút bùn như này được sở hữu công pháp lợi hại thế này tại sao cảnh giới của hắn không tăng lên anh nghi ngờ hàn tuyệt có thủ đoạn áp chế tu vi có lẽ bây giờ cảnh giới đã ngang bằng cửu tầng của ta rồi sau 6 năm lôi linh căn cũng luyện tới chúc cơ cửu tầng đợi đột phá lên kim đan thôi về nhận lương trước đã thụ yêu gà anh ở đây có một cơ duyên có được rất nhiều tài nguyên tu luyện nên khỏi cần về làm gì nhưng ngay khi biết nó khá nguy hiểm nên thôi anh xin cứu ông đây sợ chết lắm tuy có chút động lòng nhưng mục đích nâng cao tu vi đều là muốn sống lâu thôi yên phận làm công ăn lương là ngon rồi nhưng tu vi cao đồng nghĩa với mị lực cũng tăng theo làm mấy mỹ nữ anh đi qua đều bám giết tự dưng làm cây ô phiền chết được vì anh là người tìm kiếm sự riêng tư cô em gái của mạc cừu cũng không ngoại lệ đi xa vậy mà cô cũng đuổi theo được liền khoát tay sán lấy anh nhưng thực ra cô ta muốn nhờ Hàn Tuyệt giúp qua một cơ duyên. Chuyện này nếu thành công chúng ta sẽ phát tài to đó, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ luôn. Chợt anh hất tay mặc trúc ra xin cô nương tự trọng, xin lỗi ta phải về tu luyện rồi chạy biến. Anh núp vội sau bức tường đang sợ cô ta bám theo mình thì nghe tiếng mấy mỹ nữ buôn với nhau về mấy anh đẹp dai ở cuộc thi nhập nội môn làm Hàn Tuyệt giật mình. Thôi xong rồi, mải tu luyện anh đã bỏ lỡ cuộc tỉ thí quan trọng đó liền về báo cáo với sư phụ, may là tiên tử không trách tội còn khen anh đã chăm chỉ tu luyện tiền đồ sẽ rất sáng lạn bản hệ thống lại gieo lên anh đã hoàn thành thử thách lấy lòng sư phụ và được thưởng thất trùng huyễn bộ mải báo cáo anh quên mất không chào người mới bên cạnh nhưng không ngờ đó lại là gương mặt thân quen nhưng trông không thân thiện sos chính là lão thiết đáng sợ không ngờ hai người lại gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn này qua ra ngõ hẻm thì ra lão thiết tới ngọc u phong để bái sư tu luyện tính ra lão lại là sư đệ của anh nghĩ tới cảnh ngày nào cũng đụng mặt lão sư đệ này đúng là kinh khủng còn lão thiết đang hối tiếc ngày xưa mà phát hiện thiên tư tuyệt vời của thằng nhóc sư huynh kia thì lại ngon quá nhưng bây giờ vẫn không muộn. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của lão với hàn tuyệt, sư tỷ nghiêm mặt, đụng vào gẹ của bà là không yên đâu nhé. Sư phụ lên tiếng nếu anh thích tu như vậy thì sẽ đưa anh tới Ngọc Thánh Tông làm nhiệm vụ chấn thủ vạn yêu giới. Nơi đó linh khí rồi rào nhưng thường xuất hiện yêu thú nguy hiểm, có nhiều đệ tử đã bị chúng giết tàn nhẫn. XOX không biết bà ta có ý giúp hay hại mình đây, căn bản không thể trái lệnh nên thôi cứ đồng ý trước rồi tính. Đã tới vạn yêu giới và 18 tháng trôi qua, bây giờ Phong Linh căn anh đã luyện tới trúc cơ lục tầng. Có vẻ nơi này không nguy hiểm mấy ngược lại còn khá nhàm chán, anh lôi hệ thống xem có thông báo mới không thì toàn hiện ra trạng thái của Mạc Trúc đang gặp nguy hiểm nhưng anh không quan tâm mấy, ngáp dài một cái lại tới giờ đi tuần rồi, tiện luyện tập thêm thất trọng huyễn bộ. Vừa ra ngoài anh đã bắt gặp một chú mèo nhỏ ngồi vất vẻo trên cây, thi thoảng có một vài động vật nhỏ quanh đây nhưng con này trông khá lạ nhưng không có gì nguy hiểm nên thôi kệ đi tuần tiếp vừa quay đi trong nháy mắt nó hóa thành một con yêu thú lao tới cắn xé đôi người hàn tuyệt nó hiện nguyên hình là một con hổ yêu thú hung tợn tỏa sắc khí nồng nặc nhưng kỳ lạ thân ảnh nó tấn công vừa rồi dần biến mất còn hàn tuyệt đã nhảy lên trên từ lúc nào lúc đó thật nguy hiểm may anh kịp học thất trọng huyễn bộ có thể phân thân nên không bị thương kỳ lạ là con yêu thú này dễ dàng lọt qua cấm chế của trọng địa các lâu quả không đơn giản nhảy xuống lập tức thi triển thất trọng huyễn bộ thân pháp này càng luyện lên cao thì thân ảnh phát ra càng nhiều có thể nâng cao tốc độ và sát thương mỗi đạo tàn ảnh để tấn công hoặc mê hoặc kẻ địch thấy nguy hiểm con yêu thú tính bỏ chạy nhưng quá muộn anh đã khóa hết đường đi bao vây xung quanh rồi niệm tuyệt chỉ thần kiếm tụ năng lượng vào đầu ngón tay ở mỗi đạo tàn ảnh bắn ra vô số tia nhằm vào yêu thú đau đớn giống lên một tiếng nó lấy hết sức bình sinh tấn công một số đạo tàn ảnh mở đường máu rồi chạy biến đi đáng tiếc chỉ có bản thể chính mới gây sát thương nên nó mới thoát được có điều nó cũng khá nguy hiểm khi lọt qua cấm chế nên phải báo lại cho trưởng lão vừa nhận được tin các đại trưởng lão đã tụ họp đây không phải lần đầu yêu thú lộng hành như thế ắt hẳn bọn ma tộc đã lợi dụng chúng để tấn công ngọc thanh tông một đại trưởng lão là đạo lôi của thiên lôi phong chốt câu tóm lại trưởng giáo mất tích và yêu thú bạo động gần đây phải điều tra rõ rồi quay sang hy tuyền muội hỏi ý kiến vì cô chỉ tịnh tu nên không biết thế sự bên ngoài mọi chuyện nhờ các sư huynh quyết định ok vậy tạm thời phái thêm đệ tử chi viện thêm ở trấn thủ vạn giới trước rồi tính kế sách sau đã nhiều ngày trôi qua ở đây anh cũng hạ được kha khá yêu thú và tích được vô số tài nguyên về phần tu luyện thì đã tìm thấy chỗ ngon hơn là trận pháp cấm chế khu vực này ngăn chặn tới cảnh kim đan và cách âm rất tốt tiểu tử ngươi coi vạn giới yêu là nơi tu luyện ư tiếng thì thảo xuất hiện ngay đằng sau làm anh sợ hãi giật mình SOS kẻ này là thần quỷ phương nào lại bước vào đây không một tiếng động chẳng lẽ hắn đã qua cả kim đan cảnh nhìn kỹ lại là một gã béo trông có vẻ giỏi vật lý vì khá giống anh stanh nhưng tóc màu xanh lão trấn an giới thiệu mình cũng là môn đồ của ngọc thanh tông và có thể nhìn được tu vi của anh có lẽ đạt tới cửu tầng bị lão đầu này nhìn thấy được ắt hẳn phải là tuyệt thế cao thủ đầu chảy mù ngay khi biết được đây là đệ tử của hy tuyển tiên tử lão chỉ cười bí hiểm khen muội muội tuyển được thằng đồ đệ cũng ok nhưng tiểu tử này đã gây ra một phiền phức lớn nể mặt sư phụ người ta sẽ giải quyết hộ cho rồi kéo anh đi cùng lão bật bảng thông tin nhân vật anh mới biết là là lý khanh tử trưởng giáo ngọc thanh tông đã đạt cảnh giới nguyên anh bát tầng lại còn ái mộ sư phụ nữ chứ vừa đi lão vừa giải thích bọn yêu thú gần đây rất manh động đều dưới trướng của yêu vương hổ tâm bạch long có lẽ nó muốn báo thù hẳn là do người gây ra nhưng lúc này anh chẳng nghe được gì bởi đang ám ảnh với dòng thông tin của lão tưởng tượng đủ cảnh ân ái của hai người với khuôn mặt khắc khổ cam phẫn hu hu hắn không xứng nghe xong chuyện hồi ấy lão lý khanh tử mới thấy kỳ lạ vì tốc độ của ma vương tới cường giả kim đan còn chật vật chả biết giải thích sao nên anh nói chỉ nhờ một loại thân pháp nhặt được trên đường ăn nói xà lơ lý do này cũng nói ra được hiện nay cách giải quyết triệt để nhất là giải quyết từ gốc trước nhưng tiềm lực của con yêu thú này rất lớn thân pháp của ngươi không đơn giản ta tính có nửa phần trăm cơ hội khi đối diện với yêu thú có lẽ tiên tử phái ngươi tới để lập công nên ngươi sẽ là người đi hàng phục nó hê hey hê hey, tại hạ xin cứu ta đây chỉ muốn sự riêng tư nói rồi anh hàn tín ngán ngẩm quay đi nghĩ thầm lấy niềm tin và hy vọng ra để hàng phục à lý khanh tử vội vàng gọi lại gạ sẽ thi triển trận pháp nhốt chúng lại để anh hành động nếu thành công sẽ truyền công pháp trí cao ngọc thanh quyết của tông môn cho anh lập tức hệ thống báo nhiệm vụ mới một là chấp nhận yêu cầu của lý khanh từ ngoài phần thưởng lão hứa còn có sự chú ý của ma giáo và độ thù hận của yêu vương không nghĩ nhiều anh chọn cái thứ hai là tiếp tục về tu luyện được thưởng bí tịch kiếm pháp đánh đổi lấy độ thiện cảm của lão đầu bị giảm xuống lão giờ chỉ biết tức tối rậm chân trách muội muội chọn nhầm thằng đệ tử báo rồi cho tiểu tử ngươi cơ hội mà không chịu giành lấy cuối cùng ta phải gánh con yêu vương này rồi dứt lời ông quay lại đã thấy nó gầm gừ ngay đằng sau xung quanh tỏa ngập sắc khí rồi bất ngờ điên cuồng lao vào tấn công đối thủ trước mặt lúc này ở trong rừng sư tỷ nguyệt nhi cùng một môn đệ nữa được gửi tới để cùng chấn thủ với hàn triệt chợt họ dừng lại ngỡ ngàng bởi cảnh tượng trước mắt không lẽ đây là nơi bọn yêu thú bạo động sao nhưng nhìn kỹ thì không phải nó giống như một kiếm pháp siêu mạnh được thi triển ra hơn vừa gặp hàn tuyệt sau bao ngày xa cách nguyệt nhi hớn hở nhảy tới ôm anh nhưng lại đáp lại chỉ là cái phớt lờ làm cô nàng xòe đẹp tại hạ là mạnh hà may mắn diễn kiến hàn tuyệt đệ anh chàng đầu cắt moi này là mạnh hà thất sư huynh của ngọc u phong hiện đạt cảnh giới trúc cơ cảnh tầng 9 ngay lập tức anh ta hỏi hiện trường vừa nhìn thấy thì hàn tuyệt nghi ngại giải thích đó là do một trưởng lão giúp đỡ đánh yêu thú xem ra tình hình yêu thú vạn yêu giới không được lạc quan hai người ở nhà nghỉ ta đi ra ngoài thăm dò chút lần này chúng ta tới là do sư phụ sợ để gặp nguy hiểm vì nghe nói bọn ma tộc đã trà trộn vào vạn yêu giới thảo nào trong nhiệm vụ có nhắc tới sự quan tâm của thanh minh ma giáo và sự xuất hiện của lão trưởng lý khanh tử hu hu nơi này đáng sợ quá hay chúng ta cùng rời khỏi đây đi sư tỷ vừa dứt lời đột nhiên có tiếng gọi mau khởi động cấm chế đó Mạnh Hà đang bị trọng thương quần áo rách tả tơi thì ra anh vừa gặp một đại yêu nhưng may mắn chạy kịp, nhưng cấm chế vẫn đang luôn khởi động cơ mà. Anh vừa ho sặc tiết vừa kể có thấy một bầy quái thú bị trận pháp nhốt lại nhưng không may vẫn lọt ra một con kim đan đại yêu nên bị tấn công bất ngờ. Nghe xong tóc vàng rén ngang quả nhiên nơi này nguy hiểm không được đi lung tung, khéo phải nghe sư đệ rời khỏi đây sớm. Chỉ một lúc sau cả ba đều cảm thấy yêu khí xung quanh ngày càng tăng lên, bọn yêu thú đã phá được cấm chế tràn vào nơi này. Thế thì ta đây chạy trước chứ trần chờ gì nữa ai ở lại cứ việc ta về ca tụng lại với sư phụ cho. Mạnh Hà vẫn thuyết phục mọi người ở lại, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, chúng ta phải hành động ngay bây giờ. Vừa ngự kiếm phi hành ra ngoài cả ba đã chứng kiến một đàn yêu thú phá tan các lâu, xem thuận đường mà làm, ma giáo lại đang dở trò gì nhưng quả thật ở đây yêu khí nồng nặc quá. Ngay lập tức đằng sau ba người xuất hiện một ác điểu đang chuẩn bị nuốt trọn con mồi, nhanh như cắt anh đã đỡ lấy được sư tỷ, nhìn kỹ ác điểu là một kim đan đại yêu. Còn tên Mạnh Hà đã sợ hãi mà nhanh chân chạy trước, đúng là mấy kẻ đạo lý thường sống như lờ. Chợ sư tỷ hoảng loạn nhìn lên trên sợ hãi, cả một đàn chim đen vừa to vừa dài đang lao bổ xuống tấn công hai người, yêu khí nồng nặc bủa vây xung quanh giờ chạy đã không còn kịp nữa. Tam thanh tuyệt ảnh kiếm, đó là võ kỹ anh được nhận từ phần thưởng nhiệm vụ trước giờ đã có cơ hội dùng. Nó có thể tận dụng ba linh khí phát ra bảo vệ và tấn công không ngừng cho tới khi cạn linh lực. Chỉ thấy tiếng thét chói tai cùng lông chim rơi xuống như mưa khiến Nguyệt Nhi được phen chấn động kinh sợ trước năng lực của Hàn Tuyệt tất cả đã bị hạ hết bởi ba kiếm khí sắc bén bao quanh soái ca siêu ngầu làm sư tỷ đỏ mặt xì khói đầu chứng dụng liên tục đây thực sự là tiểu đệ bao năm mình quen biết sao khung cảnh đang lãn mạn tự dưng lại thấy bản đắc chí của tên tiểu đệ mất cả hứng nhưng dù sao chỗ quái này cũng đổi được kha khá linh thạch đấy tại truyền tống vạn giới tên mạnh hà đã đon đả ra đón hai người lập tức sư tỷ cho ăn ngay một cước thẳng mặt xịt huyết sao yêu thú không ăn người luôn đi Hàn Tuyệt lúc này đang ngỡ ngàng vì có mấy con yêu thú mà đổi được tận 397 viên linh thạch thượng phẩm thật quá hời rồi. Sư tỷ bên cạnh giải thích vạn yêu giới là tiểu thiên địa mà tông môn chuyên bồi dưỡng yêu thú, mỗi một con đều có giá trị không nhỏ. Tình huống lần này đặc biệt, chúng ta có lẽ sẽ không bị truy cứu. Mồm nói tay vẫn không ngừng tẩn thằng sư huynh phản bội bỏ đồng môn trong lúc khó. Vừa vào đại điện Hàn Tuyệt đã vội báo cáo, vạn yêu giới không chỉ có yêu thú bạo động, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng của ma giáo đồ nhi không thể tiếp tục ở đó nữa ta tới thỉnh tội với sư phụ nguyện tự phạt suy nghĩ trăm năm. Nguyệt Nhi tiếp lời, chuyện này không liên quan tới sư đệ, lúc bị yêu thú tập kích chính thất sư huynh đã bỏ chạy đi trước. Mạnh Hà không có phạm phải muôn quy, hắn chỉ là để bảo vệ bản thân mà thôi, ngươi và Mạnh Hà lui xuống trước đi. Nghe thế Hàn Tuyệt có chút rén, chỉ để lại mỗi mình không lẽ muốn tính sổ, sư phụ vẫn nghi ngờ mình. Hai người vừa đi trưởng lão liền hỏi anh tu tiên vì mục đích gì, không quanh co anh thành thật trả lời chỉ vì trường sinh bất lão. Nhưng nếu mãi bế quan khổ tu mà không tận dụng cơ duyên thì không thể trường sinh, nhưng sư phụ đâu biết thiên phú không đủ mới phải cầu cơ duyên, còn anh đây thiên chất khí vẫn vô song, bà còn trách anh bỏ lỡ cơ duyên ở vạn yêu giới, nếu ngươi lập công lúc đó thì đã trở thành đệ tử Hạch Tâm rồi. Còn nữa phẩm cấp công pháp của ngươi ngay cả ta cũng không nhìn thấu nên cũng không giúp ngươi được. Thôi được nếu ngươi muốn có thêm động phủ thiên linh khí thì trừ Lôi linh khí vẫn còn có một nơi khác, đó là gần Ngọc Thánh Tông nhưng phải nằm trong top 3 cuộc khảo hạch quyết đấu nội môn mới có được nhìn mặt tên đồ đệ biết ngay nó lại phát bệnh sợ hãi khi thấy mùi nguy hiểm nhưng nó đâu có ảnh hưởng tới tính mạng người sư phụ trong cuộc đấu có ai có tu vi kim đan hay trên kim đan không tên khốn nhà ngươi tưởng kim đan cảnh là mớ rau ngoài chợ a à. tất cả đều là tu sĩ trúc cảnh cơ không chờ đợi lâu thanh niên cơ hội nhận ngay đa tạ sư phụ đồ nhi sẽ cố gắng hết sức giành lấy vẻ vang cho ngọc u minh nghe thì hay nhưng tiên tử biết thừa thằng nhõi này mục đích cũng chỉ lấy động phủ thiên tiên mà thôi theo như lời sư phụ khảo hạch nội môn vẫn còn 8 năm nữa, nhân lúc này chăm chỉ tu luyện bèn đi đăng ký Chu Thiên 100 thạch. Đi tới đâu thì nữ nhân vẫn cứ theo hàng đàn nhưng thanh niên khóc cần lại còn trách họ không hiểu niềm vui của tu luyện. Truyền tống tới Phong Linh chỉ nơi đây là thung lũng rộng lớn, lúc này phải đưa 6 loại linh căn đạt tới trúc cơ cảnh tầng 9 trước khảo hạch cho chắc cốp. Chợt anh để ý thấy một đám đông bu lại một chỗ, thì ra họ đang chế giễu một kẻ tên Chu Phàm, chắc lại là một kẻ giỏi võ mõm nhưng trong tu vi mới chỉ đạt trúc cơ cảnh cấp 1. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng răng hồ chỗ nào cũng có, tốt nhất không nên dây vào lũ cận bã tránh chuyện rắc rối, chờ tiếng hệ thống thông báo xuất hiện thiên tiên khí vận giả làm anh bất ngờ. Tên Chu Phàm kia cũng bắt đầu bật lại bọn bắt nạt xung quanh, các người dám động thủ ở linh trì mà không sợ chấp pháp đường trách phạt, gần đây ma giáo dục dịch muốn động, các người còn nội đấu, ta có lý do để báo với các trưởng lão, hoài nghi các người là phản tặc ma giáo. Hắn là Chu Phàm tu sĩ đại thừa chuyển thế, sâu trong linh hồn có chứa linh bảo nhưng do biến cố bị thương nặng nên phải tự chữa trị dẫn đến tốc độ tu luyện rất chậm. Nghe tới đại thừa cảnh giới anh có chút rén vì lai lịch bá quá, lại còn ẩn linh bảo bên trong, bỗng quỷ thần hai vai xuất hiện tranh cãi. Hắn lợi hại như vậy nên phải giúp sau sẽ được lợi nhưng bên kia sợ rằng hắn chỉ là nhân vật phụ có thể hẹo bất cứ lúc nào sợ kéo theo anh xuống không chừng. Ok giúp cái dám ý, Chu Phàm ngươi phải tự bảo vệ bản thân thôi. Ở đây chỉ có kẻ mạnh mới là chính đạo. Thời gian trôi qua đã 8 năm tu luyện, Thủy thổ linh căn của Hàn Tuyệt đã đạt trúc cơ tầng 8. Hỏa, lôi, phong, mộc linh căn đạt trúc cơ tầng 9. Đang định về thì đằng xa có to tiếng, thì ra là tên Chu Phàm đang cãi nhau với ghẹ. thấy cảnh chia tay này cũng thỏa mãn lắm, thấy chưa, vẫn là tu luyện tốt hơn trả chút chuyện phiền não. Định quay đi thì Chu Phàm gọi lại giới thiệu, tại hạ Chu Phàm của Thiên Lôi Phong thường nghe nói ngươi chắc chắn sẽ trở thành tu sĩ đại năng nên ta luôn muốn gặp. Nhìn sắc mặt của tên vừa bị đá làm anh cũng hơi rén chắc tại tên mặc cừu lại đi kể lung tung rồi thôi thì tới đây thích anh chiều chợt hắn quỳ thụp xuống dưới chân anh lại nghe nói người rất được nữ tử ái mộ có thể cho xin ít bí kíp không mại nó lão tử còn tưởng ngươi muốn solo sợ hết cả hồn chu huynh thực ra nên buông bỏ đi tu sĩ chúng ta há có thể trầm luận trong nhi nữ tình trường nếu được đại đạo thiên hạ quy tâm người muốn cái gì sẽ có được cái đó ta chưa từng thân cận với nữ tử nào nhưng họ vẫn bám lấy ta bước này huynh tự cảm ngộ lấy Nói rồi anh bước đi ngầu lòi để mặc tên ngốc kia đứng đần người nhìn theo, độ hảo cảm của hắn đã tăng một sao. Về tới cổng môn chợt tiếng chuông lại vang lên lại một lần nữ triệu kiến tất cả đệ tử, đoán chừng có liên quan tới khảo hạch nội môn. Đằng sau Liễu Tam Tân gọi Hàn Tuyệt lâu lắm không gặp, đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi đệ có quen nữ tử tên Hình Hồng Tuyền không? "Ếch, sao huynh biết? À ta không nhận ra, sao huynh lại hỏi ta chuyện này? Kẻ phản bội ma giáo này chính là Hình Hồng Tuyền, bị ma giáo bắt khi còn bé, uy hiếp nàng ta đến Ngọc Thanh Tông làm mật thám, từ trước đến nay đều ôm hận ma giáo. Sau khi cải tà quy tránh được trưởng giáo cứu và cho phép đặt cách tiến vào nội môn, vừa nghe xong thanh niên đã sợ mất mật nhưng sợ lộ nên mùng vẫn khen trưởng lão rất trượng nghĩa, ta rất ngưỡng mộ. Liễu Tân nghiêm mặt nói tiếp, trước đó ta đã gặp nàng nghe nói đang tìm một người tên Hàn Tuyệt, trùng hợp trong Ngọc U Minh cũng có một đệ tử như thế. Tưởng rằng à ta đã khai hết nên anh thú nhận đó chính là mình nhưng Liễu Tân lại thấy ngưỡng mộ anh rất đào hoa. Chợt Hàn Tuyệt có cảm giác tội lỗi khi trước đã lừa cô ta, không ngờ lại có quá khứ đau khổ như vậy. Vào đại điện, tiên tử thông báo kiểm tra nội môn sắp bắt đầu, mỗi một phong cử ra ít nhất 10 đệ tử tham gia nên hỏi có ai nguyện ý tham dự. Bất ngờ tất cả đều nhao nhao xung phong muốn đại diện thi đấu. Mọi người hào hứng như thế bởi phần thưởng rất lớn trừ truyền thừa tuyệt học Ngọc Khê thì có 500 khối linh thạch thượng phẩm cùng tinh linh băng đôn nhi nữ. Anh thắc mắc tại sao tiên tử không nhắc tới chuyện Tiên Thiên động phủ, phải chăng đang mở cửa sau cho mình vào. Đánh liều anh giơ tay xung phong tham dự làm mọi người mắt tròn mắt dẹt, trước giờ mấy vụ đánh đấm anh nổi tiếng tránh né cơ mà ngay lập tức tiên tử chọn anh là người đầu tiên luôn, tiếp đó chọn thêm 9 người là đủ. Xong xuôi hy tuyển tiên tử cho mọi người lui nhưng giữ hàn tuyệt ở lại nói chuyện. Tam hệ toàn tu thế nhưng tốc độ đột phá của người vẫn xuất chúng, có thể nói trong Ngọc Thanh Tông không người nào có thể sánh với người. Cái này đều được sư phụ dạy bảo, sư phụ mới là người lợi hại thật sự. Ta nhớ là không dạy ngươi bất cứ thứ gì mà công pháp cũng không phải tuyệt học của Ngọc Thanh Tông. Mỗi người đều có cơ duyên riêng, vi sư cũng sẽ không tò mò, từ sau khi người nhập tông vẫn luôn cần cù chăm chỉ tu luyện, không có ý đồ làm hại tông môn. Vì tránh những phiền toái không cần thiết kể từ hôm nay, người sẽ là đệ tử thân truyền của vi sư, tin này làm Hàn Tuyệt thực sự sốc bất ngờ lại có diễm phúc lớn như thế. Hệ thống vừa lúc đó cũng thông báo anh được thưởng bí tịch Cửu Long trừ ma ấn vì thân phận trong Ngọc Thanh Tông đã tăng lên. Đa tạ sư phụ, sư phụ vạn tuế vạn vạn tuế. Tiên tử cười rồi ban cho Hàn Tuyệt một vật là ngọc bài thân truyền, nên giữ cẩn thận rồi quay đi. Về tới nhà anh vận ngay Cửu Long trừ ma test thử trông cũng khá hiệu quả, dùng linh lực thuộc tính khác nhau lại có công dụng khác nhau thật thú vị. Có thể kết hợp với tam thanh tuyệt ảnh kiếm thì chắc là bá đạo lắm, nhưng không được, dù cho sư phụ nói thi đấu phải dùng mọi thủ đoạn nhưng nếu sử dụng võ kỹ này sẽ gây nguy hiểm không cần thiết. Ngay hôm sau khi anh đang nghiên cứu luật lệ thi đấu ở quảng trường chợt có tiếng gọi quen thuộc đằng sau, lại còn gọi mình là phu quân, thì ra không ai khác là hình hồng tuyển. Anh vừa gặp đã rén ngang cô nương đừng gọi bừa bãi trốn đông người, ta rất nghiêm túc đấy, hơn nữa không có chàng cứu giúp thì ta sẽ không có địa vị như hôm nay để ta tìm thử có cái này tặng chàng. Nói rồi à lục tìm trong bộ đồi núi bự trà bá. Đây là ngọc thanh đan ta không dùng tới nên tặng chàng. Vẫn ám ảnh về món quà gặp mặt của à anh tính không nhận yên tâm nhận đi. Đan dược này sư phụ ta có thể chế ra, chàng không cần lo lắng. Phu quân, tư chất của ta tuy bình thường nhưng về sau có vấn đề gì ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Nàng ta nháy mắt đưa tình một cái rồi ngại ngùng rời đi để lại thanh niên ngẩn người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Về tới sư môn, tịnh thế chân nhân đã trách ngươi cho tiểu tử đó ngọc thanh đan không hối hận chứ hình hồng tuyền ngại ngùng đẹp trai có gì sai tư chất của chàng lại vô cùng xuất chúng ta sẽ dốc sức tương trợ trưởng giáo nói chàng rất khiêm tốn trước đây còn cho cơ duyên nhưng chàng dùng cái chết để từ chối chỉ để bế quan tu luyện nên sư phụ mới chưa từng nghe nhắc tới tĩnh tư chân nhân bí hiểm tên này nghe khá thú vị xem ra vi sư phải chú ý tới hắn nhiều hơn hôm nay là ngày bắt đầu khảo hạch hệ thống có nhiệm vụ mới nếu đánh bại tất cả danh chấn ngọc thanh tông sẽ được thưởng một linh thạch thượng phẩm hai là khiêm tốn ở top 3 thì được nhận một kiện linh bảo. Những tưởng được thi đấu trong phòng kín chỉ có các thí sinh với nhau ai ngờ lại rông thế này, mại kiếp như này thì phải diễn kiểu gì được. Nhưng nghe nói linh bảo còn cường đại hơn cả pháp khí nên anh chọn cái thứ hai. So với thể hiện bản thân vẫn nên hèn hạ giữ mạng thì hơn, cầu thả đến khi vô địch thiên hạ. Nghe tới trận đầu tiên là Ngọc U phong đấu với Chu Phong Lộ làm huynh muội nhà lôi môn hào hứng lắm, Hàn Sư Huynh lợi hại như vậy nhất định sẽ toàn thắng cho coi. Nhưng dưới sàn đấu Hàn Tuyệt đang la hét sợ hãi, vừa trận đầu tiên đã bị dọa chạy quanh sân như gà thế này thì đánh đấm gì nữa tên kia liên tục thi triển ra vô số võ kỹ lùa hàn tuyệt rồi đắc chí mõm mình vô địch thiên hạ mà gặp tên yếu quá thế này cũng éo vui lắm chạy né đòn chán chê bỗng mắt anh sắc bén liếc nhìn khán đài thấy không còn nhiều khán giả cả ban giám khảo cũng đã ngán ngẩm ngủ gục hết lão từ đây cũng diễn mệt rồi tên này không cần dùng đại chiêu rồi nhanh như cắt phi thân tới đối thủ làm hắn vẫn đang gáy bẩn liền tái mặt chỉ cần một cú đá hắn đã bay mất hình chấn động làm ban giám khảo giật mình tỉnh dậy tuyên bố chiến thắng trận này là Ngọc U Phong Hàn Tuyệt. Sau rất nhiều trận đấu loại và Hàn Tuyệt cũng đã lặng lẽ vào top 10, đáng chú ý là tên Chu Phàm dạy gái kia cũng đã tiến được tới đây. Chợt Hàn Tuyệt cảnh giác một cơn gió lạ thổi qua nhưng tuyệt nhiên cây lá không rung động. Cửu Long trừ ma ấn, anh lập tức thi triển đánh thẳng vào làn gió thì một bóng tàn dư vụt chạy đi xung quanh tỏa ra khí tức rất mạnh, không cho yêu nghiệt chạy thoát anh liền đuổi theo liên tục vận khí đánh thẳng vào nó nhưng mãi không trúng đuổi tới tận đêm tới chân núi bỗng có tiếng hô lớn ngăn anh lại thấy nó có linh trí hàn tuyệt lại càng hăng máu quyết triệt hạ con yêu thú nguy hiểm này đã nói là đứng đánh nữa rồi mà lão phu là thái thượng trưởng lão ngọc thanh tông đó hiện nguyên hình thì ra là một lão béo lại còn xưng là thái thượng trưởng lão anh nghi ngại hỏi tiền bối đêm hôm khuya khoát lại phát ra nguyên thần hành động quỷ dị lẽ nào có ý đồ gì liền dọa đi mách sư phụ tiền bối làm như vậy dọa chết tiểu tử rồi lão sợ hãi vội ngăn lại đừng đừng có mách với nàng lão phu xin lỗi được chưa Ông giới thiệu mình là sư phụ của tiên tử và trưởng giáo hiện nay của Ngọc Thanh Tông, nên có thể coi là sư tổ của người đó, thấy tiểu tử bản lãnh hiếm có nên lão phu muốn cho kế thừa ý bát. Đó là công pháp cái thế thiên cương kim thân, cả Ngọc Thanh Tông chỉ có lão và trưởng giáo biết. Nghe thì rất châu bò đấy nhưng thôi bỏ, đa tạ ý tốt của tiền bối, không gạ được thằng tiểu tử đa nghi lão liền bỏ đi. Anh thầm nghĩ suýt chút nữa đánh tan nguyên thần của lão không giận mà lại tặng quà nhất định là muốn chơi xỏ ta rồi. Sư phụ biết chuyện liền thở dài mắng lão đầu chết tiệt lại đi quậy nếu có lần sau vi sư đích thân ra tay. Tiện anh hỏi luôn cái công pháp thiên cương kim thân mà lão đầu muốn truyền thụ thì chợt sư phụ đỏ mặt ngại ngùng. Đó là công pháp mạnh nhất tông môn, đang định tiếc thì tiên tử lại chốt câu, có điều trước khi luyện cần phải cắt đi cái đó. Thôi xong quả nhiên lão đầu muốn chơi sỏ mình, nhưng mà khoan, chẳng phải như vậy trưởng lão và thái thượng đã, tiên tử ngắt lời cấm không được truyền chuyện này ra ngoài. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc đấu giữa các cao thủ mạnh nhất trong top 10 nên thu hút tất cả mọi người đến chứng kiến. Mỗi kẻ đều có riêng cho mình một idol để cổ vũ nhưng trong tên này như Pokemon vậy. Đang phân vân không biết nay đông người thế này thì diễn kiểu gì, hay là dứt khoát ra tay cho đỡ mệt thì bộ đồi núi to tròn quen thuộc xuất hiện. Hàn sư đệ chúng ta đều tới cổ vũ đệ đây, thì ra đó là sư tỷ tóc vàng dẫn theo một đội quân fan cùng tiến đến. Cùng lúc đó miêu nữ Mạc Trúc cũng chạy lại, Hàn huynh, ta tin ngươi nhất định có thể giành được hạng nhất. Nguyệt Nhi bên cạnh nhìn Mạc Trúc với ánh mắt yêu thương hình viên đạn, hai người đang tranh cãi nảy lửa thì cô nàng hồng tuyền xuất hiện gọi phu quân. Vậy là cuộc đấu thứ hai với ba mỹ nhân bắt đầu tại khán đài tranh nhau giành hàn tuyệt. Còn thanh niên số hưởng thất thần ngồi trách số phận hẩm hiu, cuộc đời thật lắm bất công thằng sáu hộp sữa thằng không hộp nào. Cuộc đấu hôm nay có đại trưởng lão đạo lôi làm chủ khảo, ông tuyên bố trận đầu là hàn tuyệt của Ngọc U Phong đối đầu với chu phẩm của thiên lôi phong. Rất tức giận vì bị hàn tuyệt lừa rằng mùng nói không qua lại với nữ nhân nhưng lại có tận ba mỹ nữ theo đuổi, lần này ngươi phải dốc hết sức đấy. Đúng là có tiếng không có miếng, nhưng nếu chú thích thì anh chiều, Lập tức Hàn Tuyệt thi triển Tam Thanh Tuyệt Ảnh Kiếm vận toàn bộ hỏa linh hệ tạo ra ba thanh kiếm nóng rực, khí tức phát ra rất lớn khiến Chu Phàm có chút rén bèn vận toàn bộ chân khí thi triển phòng ngự tuyệt đối lập tức vô số luồng sáng tím vây quanh. Chu Phàm cộng thêm pháp bảo kết hợp thực lực quả thực mạnh mẽ, thậm chí được sư phụ nhận làm thân truyền, Hàn sư huynh lần này nguy rồi. Nguyệt Nhi bên cạnh cự lại khinh miệt nói mình hiểu đệ đệ nhất, tên kia còn kém xa, đang cãi nhau thì tất cả mọi người trên khán đài đều sững sốt trước những gì xảy ra trước mắt. Chu Phàm chỉ hứng một chiêu đã bị đánh bay đi, lớp phòng thủ tuyệt đối có linh bảo hỗ trợ đã bị đánh tan rồi đâm sầm vào khán đài, ngay cả đại trưởng lão cũng không nhìn theo kịp. Trên sân đấu lúc này chỉ còn Hàn Tuyệt vẫn đứng hiên ngang, xung quanh chỉ còn tàn dư của vụ va chạm khí lực. Cả hội trường vẫn đang nhốn nháo chưa nhìn thấy kịp vì sự việc xảy ra quá nhanh thì Chu Phàm cũng đang băng bó. Tuy tâm phục khẩu phục nhưng trong lòng vẫn rất cam tức vì cảm thấy hắn ra tay còn chưa hết sức, đó là sự sỉ nhục của một sĩ tu. Đại trưởng lão lôi môn lấy ra một hộp rút thăm, lúc này ngũ cường nội môn đã được chọn đại diện một phong may mắn rút chúng sẽ được tiến thẳng bốn tu sĩ còn lại vào vòng bán kết đã hay lại còn hên hàn tuyệt lại là kẻ rút chúng thanh màu đỏ vậy là đỡ phải diễn thêm khỏi mệt hai trận đấu bán kết của bốn cao thủ cũng vô cùng tuyệt diệu trận đầu tiên là hai kẻ có khả năng chuyển hóa sức mạnh tinh thần bên trong thành stun à lộn chuyện rồi trận tiếp theo là hai ông mơ lao và đấm nhau thùng thục mà chả dùng tí chân khí nào kiếm của hai người làm cho có à lúc này đã chọn ra ba kẻ mạnh nhất vào chung kết Tiếp theo ta tuyên bố quy tắc thi đấu, chợ thanh niên Hàn Tuyệt sơ tay xin nhận thua làm mọi người ngơ ngác, chắc chỉ hai anh bên cạnh mới thấy phấn khởi. Lấy lý do trận trước tốc chiến tốc thắng khiến anh dùng hết sạch linh lực nhưng chưa kịp hồi phục nên cam tâm chịu ở hạng đồng, biết hắn chém gió nhưng trưởng lão đành chịu. Được thôi, đứng thứ ba là Ngọc U Phong Hàn Tuyệt, sau này nhớ tới chủ phong lãnh thưởng. À có thêm một tên nữa rất phấn khởi là Chu Phàm vì thấy anh đã dùng hết sức nên hắn thấy mình cũng không yếu lắm lập tức hệ thống báo độ thân thiện của Chu Phàm tăng 2 sao làm Hàn Tuyệt vô cùng khó hiểu. Hệ thống báo tiếp chúc mừng có được linh bảo thất phẩm Kim Tàm Huyền Thần y có thể chặn một kích của tu sĩ hóa thần và chuyển hóa đòn tấn công vào linh lực, phòng ngự được tăng cường. Có được món linh bỏa đỉnh như thế làm thanh niên mừng vẫy đuôi, rất hợp với kẻ sợ chết như ta. Đại trưởng lão thấy thế nghi ngờ, khi tuyển tiên tử bảo ngươi tranh hạng 3 hay sao mà ngươi hớn hở thế, ơ không, sư phụ nói cố hết sức là được ạ. À. Cuộc đấu diễn ra trong vánh và chọn được người mạnh nhất, cả ba được dẫn tới đại điện chính phòng. đón họ là tịnh tế chân nhân ban thưởng cho ba đệ tử tinh anh của tông môn mỗi người một động phủ tiên thiên vì là vị trí bí mật nên sẽ có quả cầu đại diện dẫn đường kẻ đứng thứ nhất được chọn trước là động phủ hỏa phong linh khí tên di mơ đứng thứ hai chọn thủy hỏa mộc linh khí còn lại chừa cho hàn tuyệt động phủ cuối cùng với quả cầu đại diện xấu nhất chỉ một màu trắng với linh khí hỗn tạp bước vào động phủ trông đúng nghĩa là một cái hang động nhưng được cái rất yên tĩnh phòng ốc gọn gàng hàn tuyệt nhanh chóng mở phần thưởng kim tàn thần y ra coi kỳ lạ là mặc lên người bỗng nó như tàng hình người thường nhìn vào tuyệt nhiên không thấy gì có nó rồi khỏi sợ bị tập kích kể cả cường giả nguyên anh yên tâm là vị trí bí mật tưởng không ai có thể tìm thấy anh được nhưng không hai anh em mặc cừu và chu phàm sau khi tìm nửa ngày thì thấy một ngọn núi với dòng chữ to trà bá nhịn nhất thời trời xanh biển rộng trông rất là hàn tuyệt liền chui vào tìm vừa gặp hai tên đã gạ anh đi làm nhiệm vụ liên quan tới thanh minh ma giáo sợ anh từ chối chu phàm liền gạ sẽ ưu tiên độ kiếp kim đan làm anh có chút nào núng bản thông báo hiện lên nhiệm vụ mới một là đi theo bọn họ thì được thưởng một viên linh thạch hạ phẩm hai là yên vị trong động được thưởng một món pháp khí ủa alo cái này còn cần phải chọn sao cũng phải thôi hệ thống đã học được tính cách của hàn tuyệt nên luôn ưu tiên nhiệm vụ phù hợp anh hẹn hai người sau này ngọc thanh tông gặp nạn nhất định sẽ tới cứu còn bây giờ chỉ muốn yên tĩnh tu luyện bằng quả mặt quyết tâm trông rất rô ngay sau đó hàn tuyệt đã nhận được pháp khí là dây lưng tiểu càn khôn công dụng như túi thần kỳ đựng được mọi thứ sau 6 năm nằm hầm tu luyện bây giờ tất cả các linh lực đã đủ điều kiện đột phá kim đan nghe nói thiên kiếp của kim đan cảnh dễ sinh tâm ma nếu đột phá thất bại sẽ bị thiên kiếp đánh chết hoặc bị tẩu hỏa nhập ma sau bảy bảy bốn chín lời mõm của tâm ma dụ dỗ anh đi theo con đường ma đạo nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của hàn tuyệt chợt anh vận khí nhắm thẳng vào tâm ma tiếng nổ kèm ma khí vỡ tan tâm ma đã bị diệt việc tiếp theo là hứng chịu thiên kiếp toàn lực đột phá lập tức mây kéo đến vần vũ trên bầu trời rông lốc ùn ùn kéo đến nhanh chóng anh mở lục đạo luân hồi và sử dụng kim tàm huyền thần y chống đỡ một cột lôi điện đánh thẳng vào người hàn tuyệt tưởng như xé toạc anh thành trăm mảnh bảy ngày sau hệ thống thông báo chúc mừng đã đột phá kim đan cảnh được thưởng một pháp bảo là kỳ lân tuyệt phẩm và lục đạo hấp hồn đã mở tính năng truyền thừa nhưng cái làm hàn tuyệt hào hứng nhất là tuổi thọ lại được tăng thêm mục tiêu tiếp theo là trong trăm năm lên được nguyên anh cảnh nhưng trước khi tu luyện tiếp thì xem thông báo bạn bè coi chợt bàng hoàng thấy thông tin trưởng lão lý khanh tử bị ma giáo tập kích đánh trọng thương nhưng may mắn trốn thoát anh vội vã ngự kiếm phi hành về tông môn sợ rằng bọn ma giáo đã tràn vào tấn công rất lo lắng cho sư phụ và mọi người đúng như dự đoán trước mắt anh giờ là khung cảnh hoang tàn khắp nơi tiếng kêu than đau đớn người chết và bị thương vô số gặp được sư tỷ vẻ mặt cô thất thần trách hàn tuyệt đã về quá muộn sư phụ nói nếu tìm được đệ thì kêu vào gặp người đồ nhi bất hiếu sau thi khảo hạch đã vội vàng tu luyện mà quên tới thăm người xin hãy trừng phạt ta sư phụ vẫn vẻ mặt lạnh lùng trách hàn tuyệt tưởng đã phản bội sư môn giờ ngọc thanh tông sắp có biến cố lớn Vi sư cho người cơ hội nhanh chóng trốn khỏi Ngọc Thanh Tông. Lời vừa dứt đã làm Hàn Tuyệt sợ hãi. Quả thực Ngọc Thanh Tông sắp đón tai ương chưa từng có, thậm chí có thể sụp đổ. Đồng thời lúc này hệ thống hiện ra hai nhiệm vụ cần anh chọn, như thường lệ cái đầu tiên vẫn là trốn chạy thưởng bình tụ khí đan, hay là ở lại trung thành với Tông môn được thưởng pháp khí và bí tịch. Vi sư sẽ cùng sống chết với Ngọc Thanh Tông. Tiên tử đáp lại khi Hàn Tuyệt hỏi cô trước khi chọn lựa con đường cho mình, và anh đã quyết định sẽ cùng đồng sinh cộng tử với Vi sư. Quyết định này làm tiên tử ngạc nhiên bấy lâu nay tưởng anh sợ cái chết hơn bất kỳ thứ gì, hệ thống báo độ hảo cảm của cô đã tăng vọt lên 3 sao. Ếch, phải chăng có thể kết thành đạo lữ? Thôi bỏ đi, tâm ta hướng đạo, không mảng nữ nhân. Lập tức trở lại vẻ mặt xoái ca, thưa sư phụ người chỉ có một lần chết hoặc nhẹ như lông hồng hoặc nặng tựa thái sơn, ta truy cầu bất tử nhưng quyết không bỏ người. Tiên tử sắc mặt lúc này nhẹ nhàng hơn báo thực ra đã lo mọi chuyện rồi, chỉ muốn thử tên nhất gan như ngươi nhưng xem ra cũng có bản lĩnh, hỏi thăm tình hình tu luyện của anh một chút rồi cho cáo lui. Hàn Tuyệt vừa đi thì tiên tử gọi Ngọc Nhi và nói phải nhanh chóng tới một nơi để giao chiếc túi này, dựa theo ta nói giúp đỡ cho sư đệ ngươi. Về tới động phủ, Hàn Tuyệt bất ngờ khi thấy sư tỷ đang trong nhà mình, thấy sư đệ về sư tỷ đã khoe sư phụ bảo mình tới đây giúp đỡ anh. Ngoài cửa đã lập trận pháp che giấu cửa động, kẻ khác cưỡng chế xông vào sẽ bị rơi vào huyễn cảnh. Linh thảo được chồng sẽ tự phát triển mà không cần chăm sóc. Đúng là nhà mà có bàn tay phụ nữ thì nó lung linh lên hẳn, Hàn Tuyệt rất vui liền dập đầu cảm ơn sư tỷ, ngẩng lên đã thấy bộ đồ núi to trà bá tiến sát tới, cảm ơn thì khỏi cần, qua thời gian này ta sẽ tới làm bạn với đệ. Nghe thế thanh niên ngáo rén ngang từ chối, mỡ đến miệng còn không hút, có ai thấy cay như gấu không? Năm năm sau Hàn Tuyệt đã luyện được lôi linh can kim đan cảnh lên tầng 3, ngồi nhìn bảng thông báo lại có thêm mấy kẻ bị ma giáo tập kích trong đó có Mạc Cửu và Chu Phạm. Không thèm lo lắng thanh niên chỉ thấy may khi không đi cùng họ, chợt một hệ thống thông báo phát hiện có tiên thiên khí vận giả bên ngoài động phủ, Điều tra lai lịch thấy hắn là Trần Đức Bò, a à, lộn là Trần Tam Thiên, đại đệ tử Hạch Tâm của Ma Giáo, là kẻ vô cùng tàn nhẫn từ trong trường nước. Quả nhiên bên ngoài một kẻ áo đen che mặt đang đứng cười khinh bỉ trước dòng chữ hề nhát kia, nhưng do trận pháp mà không biết đây là động phủ Hàn Tuyệt bên trong nghe hắn chế giễu mình là hề nhát thì rất cam tức. Ngươi đã đến đây một mình còn giỏi mõm lần này biết tay ta. Bỗng một loạt linh lực bắn xuyên qua người hắn đánh trọng thương văng xa một đoạn. Nhanh như cắt Hàn Tuyệt phóng vụt ra sau đọc một loạt thông tin về hắn khiến cu cậu khiếp vía đây là thần thánh phương nào quay lại nhìn chỉ thấy một tên đẹp mã trẻ tuổi đoán có lẽ chỉ là đồ đệ của cao thủ kia bèn kề dao vào cổ hướng vào động phủ uy hiếp tiền bối xin hãy để ta rời khỏi đây nếu không ta sẽ hạ tên này hàn tuyệt chỉ tỉnh bơ xin lỗi làm phiền chút ta nhớ là chưa nhận đệ tử nhận ra tất cả hắn liền quỳ thụp xuống khóc lóc nước nở xin tha tính thả hắn đi vì tên này khó chấn áp mà dùng lực không cẩn thận hắn lại hẹo như chơi nhưng nghĩ sao anh lại kêu hắn xin mình một cái liên tục kêu xin tha không dám thanh niên nhây vẫn cố thuyết phục nếu không đâm ta bây giờ thì sợ ngươi lại ngứa tay sau này tìm cách đâm lén tiền bối tha cho ta dập đầu lại với ngài hàn tuyệt thấy hắn ôm giò nằm khóc dòng cũng thấy thương thôi thì giữ tạm hắn ở đây dọn toilet cũng được một năm trôi qua tại sơn động trần tam thiên vẫn ngày ngày dọn toilet và theo dõi hàn tuyệt đợi thời cơ nhưng từ hồi ấy vẫn không thấy hắn ra ngoài mà chỉ tập trung tu luyện căm tức vì mình đường đường là một ma thai đáng sợ nhất trong thanh minh ma giáo lại phải ở đây với tên này không biết tới bao giờ hắn liều mình tụ khí tính đánh tất sát vào hàn tuyệt nhân lúc anh đang tu luyện coi anh như con mũi à vừa quay ra hắn liền bật chế độ cầu diễn giả vờ đi đập mũi nhưng hàn tuyệt thấy hệ thống báo lúc này độ thù hận của hắn đã lên 4 sao quá cao so với quy định một năm qua anh không hành hạ gì mà chỉ muốn giữ trong này điều tra và cần thì trao đổi con tin nhưng bây giờ thì không cần nữa liền vận tam thanh tuyệt ảnh kiếm đánh thủng một lỗ kết thúc hắn lập tức một nguyên thần của lão quái ma giáo hiện ra từ trong cơ thể tam thiên giọng ma mị đáng sợ hắn hỏi tên hàn tuyệt tại hạ là tào tháo còn các hạ là ai anh thầm nghĩ dại gì nói tên thật chỉ không ngờ tên kia có thủ đoạn liên lạc với lão quái khi bị hạ hắn xưng tên trương khốn ma ngươi rất giỏi khi giết ái nhi đầu của ta tào tháo ngươi cứ đợi đấy nói rồi liền bỏ đi ngay lập tức tra thông tin anh lắc đầu ngán ngẩm lần này tiêu rồi đụng tới tên nguyên anh cảnh bát tầng thù hận lên tới năm sao 8 năm tu luyện nữa lại trôi qua đang tu luyện chợt nghe thấy tiếng quen quen gọi phu quân á đủ là hình cô nương sư tỷ biết thì không sao nhưng còn ả à này cũng tìm đến nữa. Trận pháp này để trưng thôi à. Hình hồng tuyển tới mang cho anh một lố ngọc thanh đan đã tích góp nhiều năm chỉ dành cho chàng, nên cứ việc dùng thoải mái, hết ta lại luyện tiếp cho. Cũng thấy nàng nhiệt tình như vậy, Hàn Tuyệt cũng thật lòng tâm sự. Nếu cô muốn làm đạo lữ với ta thì phải cố gắng tu luyện, nếu không qua mấy trăm năm ta đắc đạo thành tiên còn cô sẽ hóa xương trắng. Thoáng chút buồn cô quay đi, hiểu rằng sự thâm tình của mình đối với chàng lúc đó chính là sự trừng phạt. Phu quân yên tâm tu luyện, ta đi giúp chàng kiếm đan dược luyện kim đan cảnh hàn tuyệt gọi với lại ý ta không phải như thế cô nương không cần vất vả đâu tại sao huyệt của thanh minh ma giáo lúc này mọi thành viên cấp cao đều được tụ họp trong đại điện một tên đứng giữa là giáo chủ đoạn thông thiên nguyên anh cảnh đỉnh phong đang trách lâu như vậy rồi mà chưa bắt được lý khanh tử trương khốn ma giải thích là do hắn cố ý không về ngọc thanh tông nên nội gián cũng không có tin tức gì chi bằng không quan tâm tới hắn mà trực tiếp đánh thẳng vào ngọc thanh tông mọi kẻ cũng hô lớn muốn theo ý khốn ma toàn lực tấn công trực diện giáo chủ đoạn thông thiên chấn áp tất cả hiện nay việc tấn công ngọc thanh tông đương nhiên chúng ta không từ bỏ như lần này bổn tọa đã chuẩn bị mấy chục năm để đột phá hóa thần nên công đánh chúng sẽ thắng chắc hơn các vị đợi thêm ba năm là được tất cả đều vùng dậy hô lớn chúc mừng giáo chủ ngọc thanh tông sắp phải phục tùng ma giáo mà vui nhất là tên trương khốn ma tào tháo ngươi cứ đợi đấy nhất định sẽ báo thủ cho đồ nhi lúc này ở sơn động tuy một mình nhưng hàn tuyệt vẫn vui vẻ yêu đời nhảy như điên vì mỗi ngày tu luyện là một ngày vui vì cảnh giới ngày một tăng cảnh giới nguyên anh đang vẫy gọi chào đón ta sư đệ ta tới thăm đệ đây sư tỷ cũng vào nhảy tango theo hàn tuyệt được một lúc thanh niên mới giật mình tá hỏa sư tỷ xin hãy nể mặt động phủ của ta một chút ta đến mang cho đệ một ít thiên tài địa bảo trồng ở bên hồ có thể khiến linh khí trong động phủ của đệ nồng đậm hơn tiện đến thông báo thiết sư đệ thọ nguyên đã tận trước khi đi ông ta muốn gặp đệ đấy bất ngờ trước tin vừa rồi hàn tuyệt xưng dưng hồi tưởng lại hồi nhỏ ở trong phủ của thiết lão hồi đó cha mẹ hàn tuyệt bỏ anh lại khi chỉ mới 6 tuổi để chạy trốn khỏi nhà lão thiết mọi người nháo nhào đi tìm và báo cáo lên chuyện này, có cần nhanh chóng tìm họ không? Lão chỉ lạnh lùng, nếu đã như vậy để nó làm thay thế cha mẹ, có thể làm bao nhiêu thì làm còn hơn là vứt nó ra ngoài bờ bụi. Nghĩ lại tuy hắn làm nhiều chuyện không tốt nhưng cũng chả làm hại tới mình, thậm chí còn nuôi mình nên nếu không có lão thì ta cũng khó được như bây giờ. Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, 6 năm trôi qua cho dù không có đan dược hỗ trợ, 6 linh căn trừ thổ mộc thì các linh căn khác đều đạt tới kim đan cửu tầng, thực lực cách nguyên anh cảnh cũng càng lúc càng gần hệ thống cũng mở ra công năng mới thí luyện mô phỏng có thể tùy chọn thực lực đối thủ lại còn có số lần vô hạn cái quan trọng nhất anh để ý là không có tác dụng phụ là bị thương quá ngon rồi thực sự là thần kỹ vào phòng thí luyện liền xuất hiện một bảng chọn đối thủ đánh người mình thân thiết thì có hơi kỳ cục thôi chọn đại người mạnh nhất là lý khanh tử nguyên anh cảnh bát tầng đánh thử vừa bấm vào trong chớp mắt ông đã xuất hiện đằng sau cái này thật sự giống hệt bay vụt ra sau huyễn ảnh trưởng giáo bất ngờ tấn công hàn tuyệt làm anh không kịp trở tay nhanh chóng anh vận thất trọng hoan bộ nhảy lên né đòn bắt buộc phải dốc toàn lực mà đánh tiếp tục vận tam thanh tuyệt ảnh kiếm vận toàn bộ linh lực tấn công lại trưởng giáo gây nên vụ nổ lớn khói bụi mù mịt nhưng ông vẫn không sứt mẻ mà đứng thủ thế cơ thể màu vàng sáng rực không lẽ đó là thiên cương kim thân phòng thủ tuyệt đối vậy thì nếm thử cửu long trừ ma ấn này xem bèn tụ một quả cầu linh lực khổng lồ nhắm thẳng trưởng giáo lập tức từ đó sinh ra vô số quả cầu linh lực bắn liên tục không cho ông rảnh tay dù chỉ một khắc nhưng không ngoài dự đoán lão trưởng vẫn trụ được Cửu Long trừ ma ấn chỉ có thể đánh lui chứ không đánh bại nổi, cảnh nguyên anh vẫn là một cái gì đó khủng bố quá. Tại Đại điện Ngọc Thánh Tông, trưởng giáo của Lôi môn và tất cả mọi người đang bàng hoàng trước thông tin của Lý Khanh Tử. Tuyệt đối chính xác, tháng trước đoạn thông thiên đã độ kiếp thành công, hiện tại đang củng cố tu vi hóa thần cảnh. Tịnh Thế Chân Nhân lo lắng, hắn không phải tu luyện ra nguyên thần rồi hay sao, cách hóa thần cảnh chắc không còn xa. Càng đáng lo hơn khi Lý Khanh Tử cho hay đã báo cho các giáo phái chính đạo xin cứu viện nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Người có thể đấu với hắn chỉ còn lão tổ có tu vi hóa thần cảnh trung kỳ nhưng không ai biết ngài đang ở đâu. Nên nếu xảy ra bất chắc ta sẽ dùng thiên cương kim thân, công pháp mạnh nhất của Ngọc Thanh Tông để đấu lại với hắn. Bên trong phòng thí luyện, Hàn Tuyệt đã thành công thắng Lý Khanh Tử bằng chiêu thức thiên cương kim thân phá. Chiến tích ngày hôm nay, vượt qua giải miêu cảnh giới nguyên anh ngũ tầng. Bầu trời trên động phủ của Hàn Tuyệt hôm nay bỗng xuất hiện rông lốc vần vũ, sấm sét vang rền. Từ đó bỗng thoát ra một dòng lôi điện tụ lại như một con rồng xanh hung hãn nhắm vào Hàn Tuyệt đang ngồi thủ ấn mà lao tới đánh thẳng vào anh. Đó chính là lôi kiếp khủng bố đột phá nguyên anh. Trong 10 năm nay, sáu loại linh căn đều đã đạt tới tu vi kim đan cảnh cửu tầng viên mãn, nguyên anh ta buộc phải đột phá. Mọi sự đã được Nguyệt Nhi chứng kiến, cô đang cố sức chạy tới báo cho sư đệ một việc hệ trọng, sao sư đệ lại muốn độ kiếp lúc này? Nếu Thanh Minh Ma giáo từ bên này đuổi tới trả phải sẽ cắt ngang tiến trình đột phá của sư đệ sao? Nhất định phải bảo vệ sư đệ tới khi hoàn tất sau đó cùng về nội môn trốn. Mười ngày sau, một đạo quân ma tu hung hãn đang dồn dập xuất trận, sát khí bay ngập trời, hướng thẳng phía núi chính mà lao đi. Nhận thấy ma khí ngày càng nồng nặc biết chắc bọn chúng đã toàn lực tấn công, hướng chúng đang tới là chính phong nên cũng may không đi qua động phủ của sư đệ. Như vậy không thể đem hàn tuyệt về rồi, thầm khuyên sư đệ đừng quay về, Nguyệt Nhi ngự kiếm phi vội về Ngọc Thanh Tông thăm xét tình hình trước. Trong này hàn tuyệt đã đột phá tới tấn giai nguyên anh, cảnh giới nguyên anh đúng là bá đạo ngay cả công pháp lục đạo luân hồi cũng lột xác nguyên anh là một đạo lực lượng có thể cầu thông thiên địa giao cảm ngũ hành từ đó có được sức mạnh vô thượng tất cả linh căn dung hợp sáu hệ linh lực hợp nhất trở thành linh lực hoàn toàn mới mà cường đại sau này có thể trực tiếp hấp thụ linh lực giữa thiên địa không cần tu luyện riêng từng linh căn chỉ hấp thụ sáu đạo linh lực thì tu luyện đã có hiệu quả cao hơn trước kia vậy là đã hoàn tất đột phá hệ thống thông báo chúc mừng đột phá đến nguyên anh cảnh có được một phần thưởng thần thông kiếm đạo nhưng khủng nhất vẫn là tuổi thọ đã tăng lên gần 1.000 năm. Chưa kịp mừng thì lại có cảnh báo ma giáo đã tập kích thành công tông môn khiến anh vô cùng lo lắng. Nhưng phải bình tĩnh anh liền mở khu thí luyện thử sức một trận với tên giáo chủ ma giáo đoạn thông thiên giờ đã hóa thần. Ngay lúc này bên trong Ngọc Thanh Tông đã vô cùng hỗn loạn, tất cả đã bị thất thế trước quân đoàn ma giáo, tồi tệ hơn là lũ cường giả chủ chốt sức mạnh áp đảo như tên Trương Khốn Ma. Hắn điên cuồng tàn sát tất cả chỉ để tìm Hàn Tuyệt mà hắn vẫn chưa biết tên, liên mùng gọi tòa tháo, nhìn sang bên chính phong đại điện, có lẽ bên đó giáo chủ đoạn thông thiên sắp kết thúc bọn lão đại đó rồi các đệ tử nghe đây đốt sạch giết sạch cướp sạch tìm cho ra tên tào tháo hiến tế cho linh hồn đồ nhi của ta trở lại khu thí luyện hàn tuyệt đang đần người thẫn thờ khi hệ thống báo thí luyện kết thúc thời gian sử dụng là một phút có nhầm lẫn gì không đấy đoạn thông thiên chỉ có vậy thôi á à? tại chính phong đại điện luồng sách ngập tràn ma khí vẫn đánh xuống như mưa bên dưới một đầu lâu khổng lồ đang bay vù vù cắn xé tất cả những gì nó thấy uy áp cực kỳ đáng sợ đến cả hai đại trưởng lão đã vận thiên cương kim thân chấn thủ cũng phải run sợ đoạn thông thiên bây giờ mới ra mặt nhẹ nhàng thuyết phục chỉ cần quỳ xuống cầu xin có lẽ bản tọa còn có thể để các người bớt chịu tội không chịu khuất phục trước ma đạo lý khanh tử thở dốc lấy hết sức bình sinh phóng vụt ra sau tính ra một đòn tất sát nhưng có vẻ vẫn không đủ nhanh đối với ma giáo chủ lập tức bị hắn hất văng đi không được cái đầu lâu sau lưng hắn là tiên thiên hắc từ linh lực sau khi bị nó hấp thụ thì trực tiếp hóa giải khi tuyển tiên từ đằng sau cũng đã dốc kiệt sức dường như không thể chống trả, nhớ tới mấy đồ đệ lòng của mình đau như cắt, vi sư xin lỗi đã không bảo vệ được các ngươi, chỉ mong kéo dài thời gian hơn may ra chúng chạy được thoát. Ở một bên khác, Miêu nữ Mạc Trúc cũng đang bị đám ma giáo đuổi tới vực thẳm và nàng quyết định nhảy xuống để thoát khỏi sự truy sát. Linh lực giờ đã kiệt ngay cả ngự kiếm cũng không thi triển nổi nữa, cô hối hận nếu chịu khó khổ tu như nam nhân đó thì đã không có kết cục ngày hôm nay. Mà cô nương sao cô lại đi xuống rồi? vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc nàng mở mắt ra đã thấy đang được hàn tuyệt bế trên tay chúng ta đã cùng lên thiên đường rồi sao nàng mơ hồ thì thảo hệ thống báo độ thiện cảm đã lên tận 5.5 sao ném mặc chúc cho sư huynh chăm sóc để ý cô ấy ta phải lên núi chính bây giờ lên tới nơi đã thấy đám sư tỷ bị bao vây bởi vô số ma tu sư muội đợi ta xong lên mở lối thoát muội dẫn đệ tử mới chạy đi nói rồi mạnh hà xông tới quyết sống chết với tụi nó một phen anh hứa sẽ không bỏ đồng đội lần nào nữa ngay thời khắc quan trọng nhất chợt ba tia sáng phóng vụt tới chém bay đầu bọn ma tu như chém hoa quả không chừa một tên tất cả đã bị tiêu diệt trong nháy mắt trước sự ngỡ ngàng của các đệ tử sư tỷ nhận ra chỉ có thể là hàn tuyệt trong rừng hình hồng tuyền đang bị một tên cường giả ma giáo ép làm đạo lữ với hắn nàng nhìn hắn căm tức ta nhổ vào đoạn thông thiên đã ép chết cha mẹ ta ta dù chết cũng sẽ thành ma báo thủ lũ ma tộc các ngươi tên cường giả dơ đao tiến đến rượu mời không uống thì ta cho ngươi nếm độc trên đao của ta chợt mắt nàng sáng đèn pha bỗng nhảy lên vui sướng hô lớn phu quân tên kia tưởng nàng đã chịu quy thuận nên buông đao mà không biết đằng sau có một nhân ảnh đằng đằng sát khí đứng đó từ lúc nào hình hồng tuyền bàng hoàng nhìn tên cường giả mạnh thứ hai trong đám chủ chốt ma giáo đã bị hàn tuyệt hạ chỉ một chiêu dễ dàng rồi lại nhìn theo anh bay đi thầm nhắc phu quân phải cẩn thận hệ thống thông báo độ thiện cảm đạt 6 sao đoạn thông thiên lúc này đã kiểm soát hoàn toàn được thế trận núi chính hắn đắc chí gái lớn với cảnh giới hóa thần này thì còn ai ở ngọc thanh tông địch nổi nữa khi tuyển tiên tử đã thấm mệt lý khanh tử đã bị đánh mất hai cánh tay còn thái thượng trưởng lão đã gục hoàn toàn dùng tu vi của cả tông môn các ngươi cho ta nhất định sẽ gia tăng thêm thực lực của bản tọa đến lúc đó đệ nhất tông môn của vương triều đại yên chỉ có thể là thanh minh ma giáo chúng ta hắn tiến tới thuyết phục hy Tuyền tiên tử quy hàng chấp nhận làm đạo lữ cùng hắn độc bá thiên hạ nhưng là một đại trưởng lão nàng quyết sẽ cùng sống chết với ngọc thanh tông vận một lượng linh lực lớn hắn nhắm thẳng nàng mà giáng xuống lý khanh tử bất lực hết lớn trước sức mạnh áp đảo ông không thể làm gì để cứu nàng thất trọng huyễn bộ một nhân ảnh đột ngột xuất hiện với luồng khí tức ngút trời nhanh như cắt hàn tuyệt đã phóng tới đón kịp tiên tử trước khi khí tức của tên gió đầu chạm tới nàng sư phụ người không sao chứ anh mỉm cười ngầu lòi nhìn hy tuyền lý khanh tử và thái thượng trưởng lão chứng kiến không tin vào mắt mình không ngờ đã nhìn lầm tiểu tử này rồi chờ tiên tử bong cho cái bay thẳng lên trời người về đây làm gì mau đi đi bây giờ ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa cô lo lắng quát nhưng con về là để không để anh nói hết khi tuyền tiên tử liên tục đuổi anh mau chạy trốn tên đoạn thông thiên đứng đó gầm lên tiểu tử to gan nếu quỳ xuống dập đầu ba cái trước bản tọa ta sẽ tha cho người cơ hội gia nhập thanh minh ma giáo lập tức hệ thống hiện lên thông báo một là chạy trốn sẽ được thưởng một pháp khí không suy nghĩ nhiều anh chọn cái thứ hai giết chết hóa thần cho dù con đường tu hành sẽ gặp nhiều khó khăn thành công cứu ngọc thanh tông được thưởng một lọ đan dược tuyệt phẩm sau đó hai người bước tới đấu đầu nhau chuẩn bị cho một trận đánh lớn đúng chất jojo tào tháo thì ra ngươi ở đây nhanh như các trường khốn ma đã bay tới ngay sau hàn tuyệt dơ móng vuốt vào cổ anh chỉ cần một cử động ngươi cũng sẽ lìa đời đoạn thông thiên cười lớn ngươi không biết điều ta cũng không cần ra tay với thực lực của khốn ma thì có thể đè nát chưa nói dứt câu một vật thể lạ đã bay qua người hắn đó chính là cánh tay bẩn thỉu nãy đã uy hiếp anh của khốn ma tốc độ quá nhanh khiến các trưởng lão cũng bất ngờ không nhìn theo kịp anh đã đánh bại tên nguyên anh cảnh trong chớp mắt hàn tuyệt bắt đầu vẫn khí lực khởi động xong rồi giờ thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn tên trương khốn ma vẫn chưa bị hạ gục lập tức đứng dậy điên cuồng hô tên tòa tháo đáng phải chịu trừng phạt liền lôi ra dị sát thiên ma đăng pháp bảo này có thể luyện hóa linh hồn hắn vận sát thiên phong hồn ma tính lấy các linh hồn thu thập được phóng chúng tới tấn công hàn tuyệt nhưng chưa kịp làm gì anh đã thi triển tam thanh tuyệt ảnh kiếm cho hắn bay màu ngay lập tức thấy tên này cũng khá hắn thuyết phục chi bằng tới quy phục ma giáo tiền tài nữ nhân công pháp bổn tọa đều cho ngươi nhưng đáp lại lão là ba kiếm khí tuyệt ảnh phóng vào nhưng đã bị hắn tạo lớp lá chắn chặn lại đằng sau bổn tọa là tiên thiên hắc tử trí bảo này có thể hấp thụ linh lực lại có thể miễn dịch phần lớn các công kích trừ phi linh lực của ngươi mạnh hơn nếu không ngươi không thể chạm vào bổn tọa ta đã cho người cơ hội có trách thì trách số người bất phẩm lập tức hắn vận uy áp làm tất cả đều bị choáng váng đây chính là áp lực của trạng thái hóa thần bản tọa đã hóa thần khí vận hùng hậu thiên đạo trở tre là kẻ đứng đầu giới tu chân của đại yên thấy hắn hò hét ồn ào quá anh cầm chặt bảo khí thi triển thiên chu quỷ thần kiếm chém liên tiếp khiến hắn nát tan thành từng mảnh. Không thể tin vào mắt mình, Nguyên Anh đã thắng hóa thần, không thể nghi ngờ gì nữa đó là thiên phú đỉnh cấp, Ngọc Thanh Tông buộc phải giữ người này.